Hình chữ nhật. Sau đó thì mình sẽ gập cái mép lại khoảng 1 cm. Đó thì mình sẽ cắt cái phần nắp nhé. Mình sẽ cắt sợi dài để làm để buộc cái nắp lại nhé.
sẽ cắt hình quả táo nhé. Mình sẽ vẽ hình quả táo lên trên tờ giấy màu xanh này. Như vậy là chiếc hộp của mình đã hoàn thành xong. Nếu như mọi người cảm thấy video này hay và có ích, hãy để lại cho mình một like, share và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.